Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 20 tháng 5 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 20 tháng 5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Chiều và tối cùng ngày ở vùng núi phía tây của khu vực bắc và trung trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng cay cắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Từ ngày 21 tháng 5 nắng nóng có khả năng dịu dần. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra nhận định diễn biến thời tiết trong những tháng sắp tới từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2024. Theo đó, từ nay đến hết tháng 6, Enino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80 đến 85%. Từ tháng 7 đến tháng 8, Enso sẽ chuyển dần sang trạng thái La Nina với xác suất từ 65 đến 75%. Cũng từ nay đến tháng 8, dự báo trên Biển Đông xuất hiện từ 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 cơn có đổ bộ vào đất liền. Trên phạm vi cả nước, khả năng tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày hôm nay, 20 tháng 5. Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa tập trung ở vùng núi và Trung Du, riêng khu vực đông bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến bình thuận có mây chiều tối có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng phía bắc có nơi nắng nóng cay gắt gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và sông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ C. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.